Xin kính chào quý vị đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, mới đây tại tỉnh Thái Bình đã xảy ra vụ việc bé trai sinh năm 2019 tử vong do bị bỏ quên trên xe đến 11 tiếng, khiến dư luận không khỏi xót xa. Thế nhưng đau đớn nhất vẫn chính là gia đình, người thân của cháu bé. Cho đến hiện tại, tất cả mọi người vẫn không hết bàng hoàng. Sự việc đau lòng xảy ra vào lúc 6 giờ 20 phút ngày 29 tháng 5. Lái xe NVL và cô giáo PQA có nhiệm vụ đón trẻ mầm non từ nhà đến trường mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 địa chỉ tại xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình. Bé TGH sinh năm 2019, chú tại xã Minh Khai, huyện Phú Thư, tỉnh Thái Bình, được đón lên xe đi cùng các bạn. Đến 17 giờ cùng ngày, người thân của bé hát đến đón, không thấy bé nên đã báo cho nhà trường. Mọi người tổ chức tìm kiếm, phát hiện hát vẫn ở trên xe đưa đón học sinh đỗ ngoài cổng trường. Ngay sau đó, bé được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình cấp cứu nhưng đã tử vong. Bà DTH, bà ngoại của cháu, đau đớn khóc nghẹn trước sự ra đi của cháu trai. Bà hát cho biết, hôm 29 tháng 5 là ngày cháu đến trường để tham gia lễ tổng kết cuối năm nên xe ô tô chỉ đón đến trường, còn khi về là gia đình đón. Cũng theo bà hát, do khoảng cách từ nhà đến trường xa hơn nên hơn 2 năm nay, gia đình đều đăng ký cho cháu hát đến trường bằng ô tô. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên cháu bị bỏ quên và cũng là lần cuối cùng bà được gặp hát. Bà nghẹn ngào kể lại vào sáng 29 tháng 5, bà là người trực tiếp đưa cháu lên xe lúc 6 giờ 20 phút. Khi lên xe, cháu Hát ngồi sau ghế lái, sức khỏe bình thường. Bà Hát cho hay nhiều năm qua cháu ngoại luôn ngồi sau ghế lái. Theo chị T, một người thân của cháu Hát cho biết, cháu Hát rất ngoan ngoãn, tự lập từ nhỏ. Chị chia sẻ, nhận được tin cháu Hát nhập viện trong tình trạng nguy kịch, lúc đó chị không nghĩ đó là sự thật, bởi bình thường cháu rất khỏe mạnh. Theo chia sẻ của bà ngoại cháu Hát, khoảng 17 giờ chiều 30 tháng 5, mẹ cháu Hát sẽ từ nước ngoài về quê nhà để lo hộ sự cho con. Cháu Hát có hoàn cảnh đáng thương, bố mẹ ly hôn, mẹ đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, Hát ở với ông bà ngoại và cậu. Cháu bé vốn ngoan ngoãn, lành lợi, khỏe mạnh. Liên quan đến vụ cháu bé tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa đón ở Thái Bình, ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình, đã đề nghị công an tỉnh, chỉ đạo công an thành phố khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc, khởi tố vụ án trong tối 29 tháng 5. Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ trách nhiệm của nhà trường, quy chế đưa đón học sinh và giấy phép hoạt động của nhà trường. Ông đã yêu cầu văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sớm ban hành văn bản chấn chỉnh hoạt động của các trường mầm non và việc đưa đón trẻ, bảo đảm môi trường an toàn khi trẻ đến trường. Về vụ việc này, tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, ủy viên ban chấp hành Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam, trưởng văn phòng luật sư chính pháp cho rằng Hành vi bỏ quên trẻ mầm non trên xe dẫn đến cháu bé tử vong là hành vi nguy hiểm, tắc trách, gây bức xúc dư luận. Theo luật sư Cường, trong vụ việc này, xác định nguyên nhân cháu bé tử vong và xác định trách nhiệm của tổ chức cá nhân trong việc đưa đón cháu bé là những vấn đề quan trọng để truy cứu trách nhiệm pháp lý, đồng thời là cơ sở để người gây thiệt hại phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Luật sư Cường cho biết, Cơ quan điều tra sẽ làm rõ hoạt động của trường mầm non này có giấy phép hay không, có tuân thủ các quy định của pháp luật về việc đảm bảo an toàn trong quá trình đưa đón học sinh hay không. Sẽ làm rõ trách nhiệm của kiếp trực, những người đưa đón, quản lý giáo dục cháu bé và thời điểm sự việc xảy ra. Làm rõ việc đưa đón học sinh do nhà trường tổ chức hay thuê đơn vị dịch vụ và sẽ làm rõ quy trình đưa đón học sinh được quy định và tổ chức thực hiện như thế nào. Trách nhiệm đón và trả học sinh trong ngày hôm đó thuộc về những cá nhân nào cùng với đó người lái xe phụ xe, giáo viên quản lý lớp có trách nhiệm như thế nào đối với việc đưa đón học sinh này. Ngoài ra cũng cần làm rõ nguyên nhân cho bé tử vong là gì, có phải là suy kiệt khi bị bỏ quên trên xe hay không. Cũng theo luật sư Cường, điều 128 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 đã quy định rất rõ về tội vô ý làm chết người. Theo đó người nào vô ý làm chết người thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Phạm tội làm chết hai người trở lên thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Trước đây đã từng có những vụ việc bỏ quên chó bé trên xe dẫn đến học sinh tử vong gây bức xúc cho dư luận xã hội. Sự việc lại tiếp tục xảy ra khiến nhiều phụ huynh bất an và xã hội bức xúc bởi việc thiếu trách nhiệm của một số người lớn. Luật sư Cường nhấn mạnh, bảo vệ trẻ em không chỉ là trách nhiệm của các bậc phụ huynh làm cha làm mẹ của thầy cô giáo, mà là trách nhiệm của tất cả chúng ta, đặc biệt là những người đưa đón chăm sóc học sinh cần xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm, đồng thời làm rõ nguyên nhân và tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tăng cường các hoạt động thanh tra kiểm tra để kịp thời phát hiện ra những lỗi trong quy trình, đổi về phương tiện hoặc trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện việc đưa đón học sinh. Trước sự việc đau lòng xảy ra tại trường mầm non Hồng Nhung 2, người dân bỗng đặt ra nhiều câu hỏi về ngôi trường này cũng như việc đưa đón trẻ của trường liệu có đảm bảo hay không. Trả lời về những thắc mắc đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Bình cho biết, trường mầm non Hồng Nhung 2 có đầy đủ giấy phép hoạt động về việc đưa đón học sinh, trường cũng có quy chế hoạt động. Sau một ngày xảy ra sự việc, sáng 30 tháng 5, mọi hoạt động tại trường mầm non Hồng Nhung 2 vẫn diễn ra bình thường. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình trong sáng cùng ngày cũng đã có báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc trẻ em mầm non tử vong trên xe đưa đón học sinh. Theo nội dung báo cáo, trường Mầm non Hồng Nhung 2 là trường tư thục được thành lập vào năm 2022 do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cấp phép hoạt động. Trường có 12 lớp với 272 trẻ. Giáo viên phụ trách lớp có học sinh tử vong gồm cô DTN sinh năm 1998, trình độ đào tạo cao đẳng sư phạm mầm non và cô NTP sinh năm 1966, trình độ đào tạo đại học sư phạm mầm non. Nhân viên đưa đón học sinh là cô PQA, trình độ đào tạo trung cấp dược. Lái xe đưa đón học sinh là ông NVL, đưa đón học sinh từ ngày 22 tháng 5 năm 2024. Ông L là lái xe mới do người lái xe chính xin nghỉ phép một tuần và bàn giao lại cho lái xe mới. Phương tiện đưa đón là xe ô tô 29 chỗ do nhà trường ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ. Thông thường tài xế chính sẽ đôn đốc học sinh, quan sát xe một lượt và là người xuống xe cuối cùng vào ngày 29 tháng 5, tài xế được nhờ chỉ nhìn qua rồi xuống xe vì chưa quen việc, dẫn đến việc cháu hát bị bỏ quên trên xe. Trường mầm non Hồng Nhung sử dụng app để phụ huynh điểm danh và theo dõi con em. 5 phút sau khi trẻ vào lớp, giáo viên sẽ chụp ảnh từng trẻ và cập nhật trên app. Ngày 29 tháng 5, giáo viên phát hiện thiếu cháu hát nhưng không báo cho gia đình. Nhắc lại sự việc, bà Vũ Thị Đảm, phụ huynh chú tẻ xã Phú Xuân vẫn chưa hết bàng hoàng. Theo bà Đảm, hàng ngày đưa đón các học sinh đến trường thường có một lái xe và một cô phụ trách. Bà cho hay, mỗi học sinh đều được cài phần mềm quản lý để điểm danh. Ngoài sự việc hôm qua, chất lượng giáo dục của trường rất tốt. Chị Nguyễn Thị Lĩnh, phụ huynh, chú tại xã Phú Xuân cho biết, bình thường trẻ đến lớp sẽ được cô giáo chụp ảnh và báo qua phần mềm quản lý học sinh, nên việc kiểm soát con đi học rất kỹ. Anh Lê Văn Bắc, phụ huynh, chú tại xã Phú Xuân chia sẻ, qua sự việc xảy ra đau lòng này, nhà trường cần phải để ý siết chặt hơn công tác quản lý học sinh để phụ huynh an tâm hơn khi cho trẻ đến trường. Lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo thành phố Thái Bình thông tin thêm, trường Mầm non Hồng Nhung 2 có đầy đủ giấy phép hoạt động. Hiện tại trường vẫn hoạt động bình thường, về trách nhiệm khi để xảy ra vụ việc sẽ phải chờ cơ quan chức năng điều tra ngay sau khi sự việc xảy ra lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo đã trực tiếp làm việc với lãnh đạo thành phố thái bình phối hợp chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo thành phố chính quyền xã phú xuân các cơ quan đơn vị kịp thời thăm hỏi chia sẻ động viên hỗ trợ gia đình trẻ bị nạn phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ nguyên nhân xem xét trách nhiệm tập thể cá nhân liên quan nhất là công tác kiểm tra giám sát hoạt động của các trường mầm non sở chỉ đạo chấn chỉnh công tác bảo đảm an toàn trường học trong đó có công tác đưa đón trẻ bằng phương tiện xe ô tô chỉ đạo trường mầm non Hồng Nhung 2 làm tốt công tác ổn định tâm lý cho phụ huynh, giáo viên để nhà trường hoạt động bình thường, không để ảnh hưởng đến các học sinh khác. Thưa quý vị, thực tế cho thấy đây không phải lần đầu tiên xảy ra vụ việc trẻ bị bỏ quên trên xe ô tô dẫn đến những hậu quả đau lòng. Có thể khẳng định đây là hậu quả từ việc làm ăn thiếu trách nhiệm của những người phụ trách công việc đưa đón học sinh và cả giáo viên chủ nhiệm. Vụ việc ở Thái Bình lần này một lần nữa là hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều trường học cũng như các bậc phụ huynh khi đăng ký cho con đi xe đưa đón của trường đến đây thời lượng của video đã hết những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại